tao nói cho mày nghe nè, hồi trước giờ vợ tao tao nói cái gì nó cũng cãi tao mà hôm qua tao mới tắp một cái nó xỉn nghiện luôn, nó không dám cãi lại. Tắp cái gì? Tắp á. Mày hôm nay mày ra lớn mày. Ghê vậy, hôm nay mày mặc lắm nhà luôn rồi. Chứ sao? Chỉ cho tao coi. Để ra chị đó bay. Mày giờ coi lại cái bản thân mày đi. Làm chứng sự cho nhà. Suốt ngày ăn với nhậu. Còn cái thằng bạn nhậu nó có đôi mày được không? Có chuyện nó giúp mày không? Hay là mày say xỉn về vợ lo cho mày. Sinh nhật sinh ơi gì không có được thấy quà. Không không phải sinh nhật nữa. Không có một cái bất cứ một cái lễ, cái kỷ niệm gì mà có được một phần quà chứ. Tao đang chửi mày bị đâu vậy hả? Đó, để cho gia đạo thuận hòa thì mỗi lần mà không hợp ý vợ của tao, tao sẽ quyết định bỏ ra ngoài để đi nhậu. Và hôm đó tao nhậu ở cái chỗ tiệm bún Hoàng Hôn 116 Hồng Dương thành phố Đà Lạt á. Mang trong mình cái cảm giác bực dọc nên tao gọi sương sương chỉ có vài món thôi, như là sườn nướng nè, gà sốt tiêu xanh nè, ba chỉ bò cuộn nấm kim châm nè, vài cái xiên nướng rau củ, rồi bò nước giả chiến, rồi cơm lam, salad gọn. Ăn vậy thôi chứ có vui vẻ gì đâu bé ơi, ăn cho bớt bụng phiền vậy thôi. Bởi vì tao mới nói rằng không tụi mình á là khổ cực trăm bề, đúng là làm ra để chăm họ chứ không phải đùa. Vừa ăn mà nước mắt tao đầm đì luôn á, đau thương tột độ, giỡn thôi. Chứ nếu mà có khóc thì cũng khóc vì sung sướng, bởi vì cái mấy món ở đây nó khá là hợp khẩu vị của tao, ăn cực kỳ ngon luôn bay. Rồi đó tụi bay nhìn xung quanh đi, Hoàng Hôn mới đi qua, rồi buổi tối ở đây chỉ có một mình tao, sao mà nó cô đơn quá đó. Nên tao quyết định là tao ăn hết nguyên bài rồi tao sẽ về nhà. Mình về nhà xong rồi mình dạy vợ của mình một bài học rồi bắt nó trả tiền cho cái trò nhậu vừa rồi của tao chứ, đúng không bay? Đó tụi bay coi nè, coi cách tao trả tiền. Trời ơi, mở cửa coi. Dạ, không cửa ông nội ơi. Ra biểu coi. Mày ra đây tao biểu cái coi. Ờ, mày ra đây tao biểu coi. Mày đi ra đây. Đi nhậu hoài vậy. Ai? Mày. Mày có đụng vô người tao. Tao nói cho mày biết nha. Nói mày gan. Chỉ có vợ tao là nhất thôi. Không có một con đàn bà nào đụng vô người tao được hết. Chỉ có vợ tao là nhất thôi. Không có một con đàn bà nào đụng vô người tao được hết. Vợ ơi. Vợ. Chồng thương vợ. Vợ là nhất hết. Vợ là nhất. Không con nào hơn hết. Vợ ơi. Xuất sắc. Quá là hảo hán. Đúng không? Được á. Hôm nay được á. Tụi bay là phải làm liền đi nha. Hảo hán.